Sau 2 ngày làm việc miệt mài, chiều ngày 5 tháng 10, Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á, Thái Bình Dương 2024 đã kết thúc, thành công tốt đẹp. Chương trình hội nghị phong phú, đa dạng các bài tham luận về các vấn đề sức khỏe, môi trường, giới, STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học có chất lượng cao, đảm bảo tính khoa học và tính cấp thiết. Hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học và kỹ sư nữ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hay nhất của nhau và cùng nhau giải quyết những thách thức chung. Khẳng định sự tiến bộ, thành tựu luôn đến từ những nỗ lực tập thể, sự tôn trọng, tập trung vào quan điểm văn hóa và sự kỳ vọng của xã hội. Những cái chương trình của những cái hội nghị này tôi nghĩ rằng là có một cái hiệu quả rất là to lớn. Trước hết nó cũng là cái nơi để mà kết nối giữa các nhà khoa học của các nước châu Á Thái Bình Dương với nhau, để chúng tôi có thể ngồi để mà học hỏi những cái kinh nghiệm lẫn nhau trong các cái chuyên môn cũng như trong cái lĩnh vực của mình. Và hơn nữa là tất cả chúng tôi để ngồi với nhau để mà chúng tôi nhìn nhận lại những cái đóng góp của nữ tri thức trong cái thời gian vừa qua đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Qua việc đăng cai tổ chức hội nghị, vị thế của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam được khẳng định, nâng cao, đặc biệt trong phát huy vai trò đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ phát triển bền vững đất nước. Trong 14 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy tính hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra của nền kinh tế tri thức. Những thành tựu quan trọng đó có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học và kỹ sư nữ với những công trình sản phẩm nghiên cứu chất lượng cao, những sáng chế có giá trị ứng dụng hữu ích để giải quyết những vấn đề cấp thiết của đất nước, của ngành và trên các lĩnh vực. Hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới và kế hoạch hành động về trao quyền cho phụ nữ. Những năm qua, chúng tôi đã có nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, như ban hành nghị quyết về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, đề xuất với chính phủ phê duyệt các đề án hỗ trợ phụ nữ chủ động, tích cực hơn trong quá trình hội nhập toàn cầu, như đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, biểu dương tôn vinh những nhà khoa học và nữ trí thức qua việc duy trì xét trao giải Kovalevskaya cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á Thái Bình Dương 2024 cam kết đảm bảo mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á Thái Bình Dương là tổ chức đa dạng, toàn diện, chú trọng vào việc phát huy vai trò của phụ nữ trong khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế. Các đại biểu đề xuất mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á Thái Bình Dương xem xét gây quỹ để thực hiện nghiên cứu về bình đẳng giới, cũng như thúc đẩy phát triển giáo dục khoa học và công nghệ ngoài nhà trường cho phụ nữ tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Hội nghị nhận được sự đánh giá rất cao của các nữ trí thức Việt Nam, qua đó truyền cảm hứng cho họ trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Hôm qua 2 ngày hội nghị diễn ra, tôi nhận thấy rằng cái hội nghị này rất có ích cho phụ nữ, không chỉ Việt Nam nói riêng và các phụ nữ trên toàn thế giới nói chung. Tôi cũng kiến nghị rằng là trong những năm tới thì cũng nên tổ chức nhiều cái hội thảo như này để các phụ nữ trên thế giới có thể giao lưu với nhau, học hỏi những kinh nghiệm và mở rộng tầm hiểu biết và cũng như kiến thức cho phụ nữ của tất cả các chị em trên thế giới. Và cái thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta là vừa cái thực tế, vừa lý luận ở bên trong, nhưng ở bên ngoài là rất là sôi động, có những cái hợp đồng, rồi bàn giao, giới thiệu những cái công trình, vân vân. Đây là cái mà rất là thiết thực và bổ ích cho cái hội nghị này. Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á Thái Bình Dương 2025 được bàn giao cho Hiệp hội Kỹ sư và Nhà khoa học nữ Hàn Quốc đăng cai tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.